Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương tăng giảm đan xen phiên ngày 21 tháng 11 để mất mức tăng điểm khả quan lúc mở phiên. Một báo cáo mới công bố cho thấy, chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc trong tháng 10 tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ chậm hơn so với mức tăng 1,3% của tháng trước. Tính theo tháng, giá sản xuất giảm 0,1%, lần đầu tiên sau 3 tháng. Chốt phiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,77% và S&P ASX 200 của Australia cộng 0,28%. Ở chiều ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản để mất 0,1%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 0,25% và Shanghai của Trung Quốc đại lục hầu như chỉ đi ngang trong vùng tiêu cực. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán luôn biến động theo từng giờ, từng ngày. Bởi vậy, việc duy trì trạng thái thận trọng sẽ giúp cho nhà đầu tư tránh được những rủi ro không đáng có. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình Nhịp Sống 24 giờ. Là một nhà đầu tư ưa thích các cổ phiếu bất động sản. Bởi vậy mà không ít lần, chị Thúy Hiền rơi vào trạng thái FOMO, mất kiểm soát, dẫn đến những quyết định sai lầm. Vào một cái giai đoạn đó là mình đã chốt lời được giá tốt rồi, nhưng sau đó thì thấy mọi người rồi là các nhóm vào hô hào đẩy tiền vào mua thì mình cũng đã mua theo với cái giá cao hơn cũng như là nhiều vốn hơn. Nhóm bất động sản lên nhanh mà xuống cũng nhanh và mình đã nhiều lần bị âm vào vốn. Thì đó là cái bài học đáng nhớ nhất của mình, đó là mình đã chưa kỷ luật, chưa có cái chiến lược rõ ràng cũng như là quản trị vốn chưa tốt. Cũng giống như chị Thúy Hiền, anh Đỗ Lộc cũng từng gặp phải nhiều thất bại do tâm lý FOMO. Vậy nhưng, nhà đầu tư nào rồi cũng phải trưởng thành sau những va vấp. Giờ đây, anh Lộc đã biết cách kiểm soát tâm lý tốt hơn, đặc biệt là khi thị trường biến động. Thực ra tôi đã duy trì tâm lý thận trọng từ cuối tháng 9 khi mà Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hút tiền về và tỷ giá đồng đô la DXY đang neo ở mức cao. Và tôi vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng từ đó đến bây giờ. Tuần qua, tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường với 3 sự kiện nổi bật: Mỹ công bố chỉ số CPI, phiên đáo hạn phái sinh vào thứ Năm và một số thông tin tiêu cực liên quan đến cổ phiếu VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Những điều đó đã tác động lên tâm lý của nhà đầu tư, khiến lực bán xuất hiện trên diện rộng. Trong tuần mới này thì có thể là thị trường nó cũng sẽ có những cái áp lực bán còn hiện hữu. Tuy nhiên thì tôi đánh giá đây nó sẽ là một cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn và thị trường cần có những cái phiên tiếp tục là đi ngang tích lũy trở lại, sau đó thì sẽ tiếp tục cái xu hướng hồi phục ngắn hạn. Và cái mục tiêu tiếp theo thì tôi vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ hướng đến cái vùng điểm là 1150 và 1160. Khi thị trường biến động, tâm lý thận trọng là điều cần thiết. Song nhà đầu tư vẫn cần để ý những cơ hội đang hiện hữu. Thực ra thì cơ hội vẫn đang có, các yếu tố vĩ mô thì đang thay đổi, đang theo hướng là tích cực. Thì nhà đầu tư cũng không nên ở mức quá thận trọng mà chúng ta có thể canh những cái nhịp điều chỉnh và những cái nhịp giảm mạnh của thị trường để có thể thăm dò với những cái vị thế ban đầu. Nhiều chuyên gia chứng khoán kỳ vọng, sau dông bão, thị trường sẽ đón hừng đông. Thay vì lo lắng và sợ hãi, nhà đầu tư nên chuẩn bị hành trang thật vững vàng để đón sóng mới từ thị trường. Để chờ đợi đợt sóng tiếp theo của thị trường thì nhà đầu tư cần phải xây dựng cho mình một cái chiến lược đầu tư một cách bài bản và cụ thể. Nhà đầu tư phải phân tích được cái doanh nghiệp mà cái cổ phiếu mình định đầu tư nó có tiềm năng gì, doanh nghiệp nó có tiềm năng gì để phát triển trong tương lai, làm động lực cho giá cổ phiếu có thể tăng trong tương lai, trong thời gian mà mình đầu tư. Chúng ta có thể chờ đợi những cái diễn biến của thị trường trở nên ổn định, tìm được những điểm cân bằng thì chúng ta có thể tiếp tục mở vị thế mua và đầu tư vào những cái nhóm cổ phiếu có tiềm năng trong năm 2023 và trong năm 2024. Chiến lược sẵn có, tâm lý vững vàng. Giờ là lúc những nhà đầu tư linh hoạt, biết biến nguy thành cơ, tìm cơ hội để gia tăng lợi nhuận trong thời gian tới. Theo VNDirect, mặc dù rủi ro ngắn hạn của thị trường còn hiện hữu, nhưng với mức chiết khấu định giá gần tương đương mức đáy trung hạn thời điểm tháng 11 năm 2022 và đáy Covid-19, đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư từ trung và dài hạn bắt đầu tích lũy cổ phiếu cho năm 2024. Dự báo cho năm 2024, chuyên gia của nhiều công ty chứng khoán đồng thuận, xu hướng thị trường chứng khoán Việt là tăng. Nói về triển vọng cổ phiếu, VNDirect cho rằng ngành ngân hàng vẫn được coi là nhóm được xem là dẫn dắt khi có tính thị trường cao, số lượng cổ phiếu lưu hành lớn. Kể từ cuối tháng 10 năm 2023, dòng banh tạo sức hút lớn với hơn 1.600 tỷ đồng đổ vào, chiếm khoảng 16% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng cho cuối năm 2023 và đầu năm 2024 bởi định giá đang ở vùng đáy. Trong khi đó, sức khỏe tài chính nhiều nhà băng tương đối tốt và triển vọng lợi nhuận khả quan. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT cho cả năm 2024, thay vì chỉ 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế xã hội, Chính phủ đề xuất cần tiếp tục xem xét giảm thuế VAT 2%, đồng thời xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023. Cụ thể, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Thời gian áp dụng đến hết năm 2024 thay vì nửa đầu năm như trước đó. Một số nhóm hàng, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản không được áp dụng mức giảm này. Về tác động của chính sách này, theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng trên một tháng, tương đương 25.000 tỷ đồng trong 6 tháng. Thưa quý vị, trong 10 năm qua, đây là năm đầu tiên số thu thuế thu nhập cá nhân trong 3 quý của năm tăng trưởng âm, nhưng thuế thu nhập cá nhân vẫn là khoản thu lớn trong tổng thu ngân sách. Theo Bộ Tài chính, số thu thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng năm 2023 đạt 121.200 tỷ đồng, thấp hơn 7.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 6%. Con số này cũng chỉ mới đạt được 78% dự thu ngân sách năm 2023, 154.652 tỷ đồng. Trong 10 năm qua, đây là năm đầu tiên số thu về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công luôn tăng qua từng năm. Thu thuế thu nhập cá nhân tăng từ mức gần 38.500 tỷ đồng năm 2011 lên trên 166.000 tỷ đồng vào năm 2022. Dù số thuế thu nhập cá nhân 9 tháng đầu năm 2023 giảm so với năm 2022, nhưng số thu của 9 tháng vẫn cân bằng với số thu của cả năm 2021. Sau 3 năm thực thi Nghị định 132 của Chính phủ, doanh nghiệp phản ánh Nghị định số 132 đã bộc lộ khá nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những quy định đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn đó chính là quy định khống chế mức trần của tổng chi phí lãi vay ở mức 30%. Theo ý kiến của các doanh nghiệp và chuyên gia, tổng chi phí lãi vay 30% là mức khống chế ở các nước phát triển. Việc áp dụng mức này không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển với hầu hết các doanh nghiệp đều có vốn mỏng, đang trong giai đoạn khởi nghiệp và cần phải sử dụng nhiều vốn vay. Vì vậy, việc sửa Nghị định 132 theo hướng bỏ trần 30% tổng chi phí lãi vay đang được xem xét, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ phải trả thuế cho cả phần lãi vay này. Nếu tổng chi phí lãi vay quá 30% thì theo các doanh nghiệp, việc nâng mức trần lên 30% khiến doanh nghiệp dễ thở hơn so với Nghị định 20 trước đây. Quy định trần 20% nhưng vẫn chưa thực sự trút bỏ được gánh nặng bấy lâu này. Liên quan đến các gói lãi suất cho nhà ở xã hội, cho rằng mức lãi suất của gói 120.000 tỷ đồng thực chất chưa ưu đãi, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất lại gói 110.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,8 đến 5% một năm. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc lãi suất của gói 120.000 tỷ đồng thấp hơn từ 1,5 đến 2% vay thương mại thông thường đã hỗ trợ một phần cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội và chủ đầu tư, nhưng thực chất vẫn chưa phải là tín dụng ưu đãi. Thời hạn ưu đãi cũng ngắn và lãi suất được điều chỉnh 6 tháng một lần gây bất an cho người vay. Gói vay 110.000 tỷ đồng từng được Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ, Quốc hội vào hồi tháng 2, nhưng sau đó cho biết thôi không đề xuất nữa. Trong đó, lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8 đến 5% một năm, áp dụng cho năm 2023 và thời hạn vay vốn tối đa 25 năm, tương tự như gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Đồng thời, gói này sẽ dành khoảng 50% cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay ưu đãi, còn lại là người mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Trong quý 3 năm 2023, theo tổng hợp báo cáo và thông tin khảo sát đánh giá của các địa phương, các tổ chức nghiên cứu thị trường, thì chung cư là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua, do loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Xây dựng. Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua chung cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 đến 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất. Trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý 3 tăng gần 7% theo quý và 14% theo năm, và đạt khoảng 50,8 triệu đồng một mét vuông. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo trên 90%. Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt khoảng 32 triệu đồng một mét vuông, tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm. Tất cả các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đều ghi nhận giá bán thứ cấp trong quý 3 tăng so với quý 2. Trong đó, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Gia Lâm tăng trên 3%. Một công bố mới đây của hãng nghiên cứu thị trường NielsenIQ cho thấy hầu hết mặt hàng tiêu dùng nhanh FMCG đã tăng giá trong 8 tháng đầu năm nay. Qua thống kê, 84% các mặt hàng của nhóm tiêu dùng nhanh, bao gồm thực phẩm chức năng, thực phẩm và hàng chăm sóc cá nhân, sản phẩm gia dụng, các sản phẩm dùng trong vệ sinh và giặt ủi đã có mức tăng giá trung bình trong 8 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 là 4,4%. Trong đó, sản phẩm có mức tăng giá bán hàng đầu là thực phẩm tăng 7,6%, bia tăng 7,3% và sản phẩm từ sữa tăng 4,9%. Kết quả này có sự tương đồng với các chuyển động gần đây trên thị trường khi các nhà bán lẻ, chủ hệ thống siêu thị gần đây cho biết đã nhận được nhiều đề nghị tăng giá sản phẩm từ các nhà cung cấp, lý do là giá nguyên liệu đầu vào, điện và xăng dầu tăng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 192 về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money. Theo đó, việc triển khai sẽ thí điểm kéo dài đến hết năm 2024. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong 2 năm, tính từ ngày 9 tháng 3 năm 2021 trên phạm vi toàn quốc. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp hay rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc. Sử dụng dịch vụ này, người dùng không cần phải có tài khoản ngân hàng, điện thoại thông minh hay kết nối Internet. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến đầu tháng 5 năm 2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money đã đạt hơn 3,9 triệu lượt khách, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, đến hết tháng 10 năm 2023, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng đầu về giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản vẫn là cá tra đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là tôm đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 24%. Đứng thứ ba về giá trị xuất khẩu là cá ngừ với 693 triệu đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Riêng về xuất khẩu cá ngừ, mức giảm 10 tháng đã được rút ngắn so với 9 tháng, từ 24% xuống còn 22%. Top 5 thị trường đứng đầu nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam lần lượt là Mỹ, Israel, Thái Lan, Nhật Bản, Canada và Đức. Trong top này thì xuất khẩu cá ngừ sang Israel, Thái Lan và Đức có sự tăng trưởng tốt. Còn Mỹ, Nhật Bản và Canada đều giảm mạnh, đặc biệt thị trường đứng đầu nhập khẩu là Mỹ giảm tới 41% trong 9 tháng năm 2023. Sang phần tiếp theo của chương trình. Theo thông tư 22 mới được Bộ Y tế ban hành, giá khám bệnh bảo hiểm y tế mới cao hơn khoảng 10%. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra giám sát các dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc. Tính đến ngày 16 tháng 11 đã có hơn 5.400 biển số xe ô tô được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 754 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22 quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2023. Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 là 42.100 đồng, bệnh viện hạng 2 là 37.500 đồng, bệnh viện hạng 3 là 33.200 đồng. Bệnh viện hạng 4 và trạm y tế xã là 30.100 đồng. So với mức cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ bảo hiểm y tế để nâng cao chất lượng dịch vụ. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý về sốt xuất huyết. Ngoài hai tuyếp virus đanh, lưu hành chủ yếu là D1 và D2, Hà Nội vừa phát hiện thêm tuyếp D3 gây bệnh sốt xuất huyết. Theo các chuyên gia y tế, ở nước ta hiện có 4 tuyếp virus đanh gây bệnh sốt xuất huyết được ký hiệu là D1, D2, D3 và D4. Do đó, một người có thể mắc đến 4 lần sốt xuất huyết trong đời và lần 2 thường nặng hơn lần đầu. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng, trong đó có nhiều ca nặng. Thông thường vào cuối mùa dịch sốt xuất huyết, tỷ lệ ca nặng sẽ tăng hơn so với đầu dịch. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã có gần 33.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 4 ca tử vong. Trong đó các quận huyện có nhiều bệnh nhân là Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Oai, Phú Xuyên, Đống Đa và Thanh Trì. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện tăng cường thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm trên địa bàn. Thành phố cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát các công trình xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Vọng bảo ở đã nhiều năm, thậm chí căn hộ cũng đã có dấu hiệu xuống cấp. Hàng ngàn cư dân tại nhiều dự án chung cư trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn trong tình trạng mòn mỏi, chờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hay còn gọi là sổ hồng. Chủ đầu tư vi phạm cam kết trong hợp đồng, cơ quan chức năng chậm trễ giải quyết, thực trạng kéo dài nhiều năm, khiến cho đời sống cư dân gặp nhiều khó khăn. Một trong những dự án chung cư đi vào hoạt động từ nhiều năm mà đến nay cư dân vẫn chưa được cấp sổ hồng là Scenia Bay Residence do công ty cổ phần Nha Trang Bay thuộc tập đoàn Nam Tiến Lào Cai làm chủ đầu tư. Hơn 700 cư dân mua căn hộ với giá bình quân trên dưới 3 tỷ đồng, nhưng đến nay tài sản của họ vẫn chưa được đảm bảo pháp lý. Hết thời hạn cam kết của chủ đầu tư trong hợp đồng 1 năm, 2 năm, rồi bây giờ đã hơn 5 năm mà sổ hồng vẫn chưa thấy đâu. Lý do mà chúng tôi chọn nơi này để mua bởi vì nghĩ rằng là đây là chủ quyền riêng và họ hứa chúng tôi là sau khi mua là sẽ cấp sổ cho chúng tôi trong vòng 6 tháng. Thế mà đến nay là đã quá lâu rồi, họ không có hề cấp sổ. Mặc dù là họ thu đủ các loại tiền, phí bảo trì, rồi phí trước bạ, tất cả các loại phí họ thu nhưng họ không cấp sổ. Tôi mới tìm hiểu thì phát hiện ra là họ đã đem cầm cái sổ chính của cái khu đất này cho ngân hàng rồi. Và ngân hàng cũng nói rõ luôn rằng á, nếu như họ không trả nợ cho ngân hàng thì cái việc giải chấp là không bao giờ xảy ra được. Và nếu không giải chấp đồng nghĩa rằng vĩnh viễn chúng tôi không bao giờ được cấp sổ. Mong mỏi nhất của cư dân chúng tôi để xác lập 100% cái quyền sở hữu của mình khi chúng tôi bỏ ra tiền tỷ là chúng tôi phải có sổ đỏ. Đấy gọi là sổ hồng đấy ạ. Thế nhưng đến giờ này là theo như hợp đồng mua bán ấy là chủ đầu tư không thực hiện. Theo trả lời mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường, dự án Scenia Bay Residence do có thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết, dẫn đến thay đổi về hệ số sử dụng đất như mật độ chiều cao công trình, nên phải xác định lại giá đất và nộp bổ sung tiền sử dụng đất nếu có. Như vậy, ngoài những hành vi khuất tất của chủ đầu tư, thì việc xác định lại giá đất cũng là vấn đề vướng mắc lớn, khiến nhiều dự án đô thị, chung cư trên địa bàn thành phố Nha Trang bị trì trệ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Tương tự, dự án chung cư Napoleon Castle One do công ty trách nhiệm hữu hạn Cat Tiger làm chủ đầu tư, đã gần 3 năm được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được các cấp có thẩm quyền giải quyết cấp sổ hồng. Việc neo sổ hồng từ năm này sang năm khác khiến hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại chung cư này gặp rất nhiều khó khăn, như không thể thế chấp, vay vốn được, đăng ký thường trú, tạm trú cũng rất gian nan. Ngành chức năng vẫn chưa tìm được đơn vị tư vấn, chưa chốt được phương án xác định giá đất. Cư dân dự án nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Vĩnh Hải cũng trong tình trạng mòn mỏi, chờ sổ hồng. Dự án do công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo từ chối giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với nhiều lý do thuộc lỗi của chủ đầu tư, như giấy phép xả nước thải và nguồn nước của dự án bị hết hạn, chưa khắc phục được những nội dung còn tồn tại trong việc nghiệm thu công trình, chưa lập hồ sơ giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội. tôi đã đưa rất nhiều đơn cùng các căn hộ đã đưa rất nhiều đơn đến chủ đầu tư Hoàng Quân cũng như là các cơ quan ban ngành có thẩm quyền, nhưng vẫn chưa được phúc đáp. Đã đến cái thời hạn mà giao sổ hồng thì vẫn chưa thấy có báo gì cả. Tỉnh Khánh Hòa có hàng chục dự án đang chờ xác định giá thu tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch, thay đổi cơ cấu hình thức sử dụng đất. Điều này dẫn đến vướng mắc về thời điểm xác định giá đất, thông tin chuyển nhượng, xác định loại đất. Trong khi đó, rất ít đơn vị tư vấn tham gia thẩm định giá do chưa có dữ liệu, giá đất thị trường, phương pháp xác định giá đất còn nhiều hạn chế. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, nhất là đối với những vụ án có nhiều tồn tại cần khắc phục, trong đó có trách nhiệm của các chủ đầu tư để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Thưa quý vị, theo số liệu của Ủy ban Phòng chống thiên tai, hiện có tới gần 600 vị trí sạt lở bờ sông với chiều dài lên tới gần 800 km. Chỉ trong 3 tháng trở lại đây, tại các tỉnh thành, đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận nhiều vụ sạt lở bờ sông, bờ biển nghiêm trọng, khiến không ít nhà bị nhấn chìm, công trình giao thông bị chia cắt. Những ngày gần đây, không khó để nhìn thấy cảnh tan hoang khi đi dọc khu vực bờ sông, bờ biển thuộc các huyện Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri của tỉnh Bến Tre. Nhiều đoạn sạt lở sâu vào bờ, vơi ra những lớp đất đá, móng gạch vỡ nát của những căn nhà. Không chỉ riêng tại tỉnh Bến Tre, mà dọc theo cù lao của sông Tiền, sông Hậu và hàng loạt tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Hậu Giang, Long An, An Giang, tình trạng sạt lở cũng đang diễn ra rất nghiêm trọng. Nhà cửa, đất đai liên tục bị kéo xuống lòng sông trước sự bất lực của người dân. Nhiều gia đình phải liên tục di chuyển chỗ ở, không ổn định sản xuất, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Theo các chuyên gia nghiên cứu hệ sinh thái vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc điểm của sạt lở bờ sông khu vực này là ăn đứt chân bờ và thường diễn ra ở cuối mùa khô, đầu mùa mưa. Những nơi dễ sạt lở nhất thường là đoạn sông cong. Nhiều khu vực vốn dĩ chưa từng bao giờ sạt lở thì nay cũng không còn an toàn. Cả nước đang có 155 trạm thu phí không dừng với 893 làn thu phí, 4,97 triệu ô tô chiếm 96% đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng. Tuy nhiên, thời gian qua, một số trạm BOT triển khai thu phí không dừng vẫn gặp trục trặc do lỗi hệ thống. Đầu tháng 4, hai trạm thu phí không dừng Bến Thủy và Bến Thủy 2 ở Nghệ An bị mất kết nối khiến hệ thống không thể tự động trừ tiền khi xe qua trạm. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định thanh tra dự án thu phí tự động không dừng trên toàn quốc với 8 thành viên do ông Đoàn Anh Tuấn, thanh tra viên chính, trưởng phòng thanh tra 4, thanh tra Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11, Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc xác nhận đường bay Phú Quốc-Cần Thơ hiện đã tạm ngừng hoạt động. Bamboo Airways là hãng hàng không duy nhất khai thác chuyến bay thẳng từ Cần Thơ đi Phú Quốc với tần suất bay một chuyến trên một ngày. Tuy nhiên, đầu tháng 11 này, hãng đã rút khỏi hàng loạt đường bay nội địa và quốc tế, trong đó có tuyến Cần Thơ-Phú Quốc. Thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương tăng giảm đan xen phiên ngày 21 tháng 11 để mất mức tăng điểm khả quan lúc mở phiên. Một báo cáo mới công bố cho thấy, chỉ số giá sản xuất của Hàn Quốc trong tháng 10 tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ chậm hơn so với mức tăng 1,3% của tháng trước. Tính theo tháng, giá sản xuất giảm 0,1%, lần đầu tiên sau 3 tháng. Chốt phiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,77% và S&P ASX 200 của Australia cộng 0,28%. Ở chiều ngược lại, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm mất 0,1%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 0,25% và Shanghai của Trung Quốc đại lục hầu như chỉ đi ngang trong vùng tiêu cực. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán luôn biến động theo từng giờ, từng ngày. Bởi vậy, việc duy trì trạng thái thận trọng sẽ giúp cho nhà đầu tư tránh được những rủi ro không đáng có. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình Nhịp sống 24 giờ. Là một nhà đầu tư ưa thích các cổ phiếu bất động sản. Bởi vậy mà không ít lần, chị Thúy Hiền rơi vào trạng thái FOMO, mất kiểm soát, dẫn đến những quyết định sai lầm. Vào một cái giai đoạn đó là mình đã chốt lời được giá tốt rồi, nhưng sau đó thì thấy mọi người rồi là các nhóm vào hô hào đẩy tiền vào mua thì mình cũng đã mua theo với cái giá cao hơn cũng như là nhiều vốn hơn. Nhóm bất động sản lên nhanh mà xuống cũng nhanh và mình đã nhiều lần bị âm vào vốn. Thì đó là cái bài học đáng nhớ nhất của mình, đó là mình đã chưa kỷ luật, chưa có cái chiến lược rõ ràng cũng như là quản trị vốn chưa tốt. Cũng giống như chị Thúy Hiền, anh Đỗ Lộc cũng từng gặp phải nhiều thất bại do tâm lý FOMO. Vậy nhưng, nhà đầu tư nào rồi cũng phải trưởng thành sau những va vấp. Giờ đây, anh Lộc đã biết cách kiểm soát tâm lý tốt hơn, đặc biệt là khi thị trường biến động. Thực ra tôi đã duy trì tâm lý thận trọng từ cuối tháng 9 khi mà ngân hàng nhà nước bắt đầu hút tiền về và tỷ giá đồng đô la DXY đang neo ở mức cao, và tôi vẫn đang duy trì trạng thái thận trọng từ đó đến bây giờ. Tuần qua, tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường với 3 sự kiện nổi bật: Mỹ công bố chỉ số CPI, phiên đáo hạn phái sinh vào thứ Năm và một số thông tin tiêu cực liên quan đến cổ phiếu VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Những điều đó đã tác động lên tâm lý của nhà đầu tư, khiến lực bán xuất hiện trên diện rộng. Trong tuần mới này thì có thể là thị trường nó cũng sẽ có những cái áp lực bán còn hiện hữu. Tuy nhiên thì tôi đánh giá đây nó sẽ là một cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, và thị trường cần có những cái phiên tiếp tục là đi ngang tích lũy trở lại, sau đó thì sẽ tiếp tục cái xu hướng hồi phục ngắn hạn. Và cái mục tiêu tiếp theo thì tôi vẫn kỳ vọng là thị trường sẽ hướng đến cái vùng điểm là 1150 và 1160. Khi thị trường biến động, tâm lý thận trọng là điều cần thiết. Song nhà đầu tư vẫn cần để ý những cơ hội đang hiện hữu. Thực ra thì cơ hội vẫn đang có, các yếu tố vĩ mô thì đang thay đổi, đang theo hướng là tích cực. Thì nhà đầu tư cũng không nên ở mức quá thận trọng, mà chúng ta có thể canh những cái nhịp điều chỉnh và những cái nhịp giảm mạnh của thị trường để có thể thăm dò với những cái vị thế ban đầu. Nhiều chuyên gia chứng khoán kỳ vọng, sau dông bão, thị trường sẽ đón hừng đông. Thay vì lo lắng và sợ hãi, nhà đầu tư nên chuẩn bị hành trang thật vững vàng để đón sóng mới từ thị trường. Để chờ đợi đợt sóng tiếp theo của thị trường thì nhà đầu tư cần phải xây dựng cho mình một cái chiến lược đầu tư một cách bài bản và cụ thể. Nhà đầu tư phải phân tích được cái doanh nghiệp mà cái cổ phiếu mình định đầu tư nó có tiềm năng gì, doanh nghiệp nó có tiềm năng gì để phát triển trong tương lai, làm động lực cho giá cổ phiếu có thể tăng trong tương lai, trong thời gian mà mình đầu tư. Chúng ta có thể chờ đợi những cái diễn biến của thị trường trở nên ổn định, tìm được những điểm cân bằng thì chúng ta có thể tiếp tục mở vị thế mua và đầu tư vào những nhóm cổ phiếu có tiềm năng trong năm 2023 và trong năm 2024. Chiến lược sẵn có, tâm lý vững vàng. Giờ là lúc những nhà đầu tư linh hoạt, biết biến nguy thành cơ, tìm cơ hội để gia tăng lợi nhuận trong thời gian tới. Theo VNDirect, mặc dù rủi ro ngắn hạn của thị trường còn hiện hữu, nhưng với mức chiết khấu định giá gần tương đương mức đáy trung hạn thời điểm tháng 11 năm 2022 và đáy Covid-19, đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư từ trung và dài hạn bắt đầu tích lũy cổ phiếu cho năm 2024. Dự báo cho năm 2024, chuyên gia của nhiều công ty chứng khoán đồng thuận, xu hướng thị trường chứng khoán Việt là tăng. Nói về triển vọng cổ phiếu, VNDirect cho rằng ngành ngân hàng vẫn được coi là nhóm được xem là dẫn dắt khi có tính thị trường cao, số lượng cổ phiếu lưu hành lớn. Kể từ cuối tháng 10 năm 2023, dòng banh tạo sức hút lớn với hơn 1.600 tỷ đồng đổ vào, chiếm khoảng 16% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Cổ phiếu ngân hàng được đánh giá tiềm năng cho cuối năm 2023 và đầu năm 2024 bởi định giá đang ở vùng đáy. Trong khi đó, sức khỏe tài chính nhiều nhà băng tương đối tốt và triển vọng lợi nhuận khả quan. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT cho cả năm 2024, thay vì chỉ 6 tháng đầu năm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, để kịp thời ứng phó với diễn biến tình hình kinh tế xã hội, Chính phủ đề xuất cần tiếp tục xem xét giảm thuế VAT 2%, đồng thời xem xét giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như đã áp dụng của năm 2023. Cụ thể, Chính phủ đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Thời gian áp dụng đến hết năm 2024 thay vì nửa đầu năm như trước đó. Một số nhóm hàng, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản không được áp dụng mức giảm này. Về tác động của chính sách này, theo tờ trình của Chính phủ, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng trên một tháng, tương đương 25.000 tỷ đồng trong 6 tháng. Thưa quý vị, trong 10 năm qua, đây là năm đầu tiên số thu thuế thu nhập cá nhân trong 3 quý của năm tăng trưởng âm, nhưng thuế thu nhập cá nhân vẫn là khoản thu lớn trong tổng thu ngân sách. Theo Bộ Tài chính, số thu thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng năm 2023 đạt 121.200 tỷ đồng, thấp hơn 7.200 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 6%. Con số này cũng chỉ mới đạt được 78% dự thu ngân sách năm 2023, 154.652 tỷ đồng. Trong 10 năm qua, đây là năm đầu tiên số thu về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công luôn tăng qua từng năm. Thu thuế thu nhập cá nhân tăng từ mức gần 38.500 tỷ đồng năm 2011 lên trên 166.000 tỷ đồng vào năm 2022. Dù số thuế thu nhập cá nhân 9 tháng đầu năm 2023 giảm so với năm 2022, nhưng số thu của 9 tháng vẫn gần bằng với số thu của cả năm 2021. Sau 3 năm thực thi Nghị định 132 của Chính phủ, doanh nghiệp phản ánh Nghị định số 132 đã bộc lộ khá nhiều bất cập, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những quy định đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đó chính là quy định khống chế mức trần của tổng chi phí lãi vay ở mức 30%. Theo ý kiến của các doanh nghiệp và chuyên gia, tổng chi phí lãi vay 30% là mức khống chế ở các nước phát triển. Việc áp dụng mức này không phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển với hầu hết các doanh nghiệp đều có vốn mỏng, đang trong giai đoạn khởi nghiệp và cần phải sử dụng nhiều vốn vay. Vì vậy, việc sửa Nghị định 132 theo hướng bỏ trần 30% tổng chi phí lãi vay đang được xem xét, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ phải trả thuế cho cả phần lãi vay này. Nếu tổng chi phí lãi vay quá 30% thì theo các doanh nghiệp, việc nâng mức trần lên 30% khiến doanh nghiệp dễ thở hơn so với Nghị định 20 trước đây. Quy định trần 20% nhưng vẫn chưa thực sự trút bỏ được gánh nặng bấy lâu này. Liên quan đến các gói lãi suất cho nhà ở xã hội, cho rằng mức lãi suất của gói 120.000 tỷ đồng thực chất chưa ưu đãi, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng đề xuất lại gói 110.000 tỷ đồng, lãi suất từ 4,8 đến 5% một năm. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc lãi suất của gói 120.000 tỷ đồng thấp hơn từ 1,5 đến 2% vay thương mại thông thường đã hỗ trợ một phần cho người mua, thuê mua nhà ở xã hội và chủ đầu tư, nhưng thực chất vẫn chưa phải là tín dụng ưu đãi. Thời hạn ưu đãi cũng ngắn và lãi suất được điều chỉnh 6 tháng một lần gây bất an cho người vay. Gói vay 110.000 tỷ đồng từng được Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ, Quốc hội vào hồi tháng 2, nhưng sau đó cho biết thôi không đề xuất nữa. Trong đó, lãi suất vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8 đến 5% một năm, áp dụng cho năm 2023 và thời hạn vay vốn tối đa 25 năm, tương tự như gói 30.000 tỷ đồng trước đây. Đồng thời, gói này sẽ dành khoảng 50% cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay ưu đãi, còn lại là người mua, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở công nhân. Trong quý 3 năm 2023, theo tổng hợp báo cáo và thông tin khảo sát đánh giá của các địa phương, các tổ chức nghiên cứu thị trường, thì chung cư là loại hình bất động sản ít bị ảnh hưởng nhất bởi các tác động tiêu cực của thị trường trong năm qua, do loại hình này phục vụ nhu cầu ở thực. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Xây dựng. Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản cho biết, mức độ quan tâm chung cư đã có dấu hiệu phục hồi, nhu cầu tìm mua chung cư tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 đến 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất. Trên thị trường sơ cấp, mức giá bán trung bình của các căn hộ mở bán mới trong quý 3 tăng gần 7% theo quý và 14% theo năm và đạt khoảng 50,8 triệu đồng một mét vuông. Việc giá bán có sự điều chỉnh theo xu hướng tăng do lượng nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng áp đảo trên 90%. Cùng với đó, một số chủ đầu tư có sự điều chỉnh tăng giá và mở bán thêm quỹ hàng ở các tầng cao hơn. Trên thị trường thứ cấp, giá bán trung bình vẫn duy trì đà tăng từ quý trước, đạt khoảng 32 triệu đồng một mét vuông, tăng 2,7% theo quý và 0,8% theo năm. Tất cả các quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đều ghi nhận giá bán thứ cấp trong quý 3 tăng so với quý 2. Trong đó, Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ, Nam Từ Liêm và Gia Lâm tăng trên 3%. Một công bố mới đây của hãng nghiên cứu thị trường NielsenIQ cho thấy hầu hết mặt hàng tiêu dùng nhanh FMCG đã tăng giá trong 8 tháng đầu năm nay. Qua thống kê, 84% các mặt hàng của nhóm tiêu dùng nhanh, bao gồm thực phẩm chức năng, thực phẩm và hàng chăm sóc cá nhân, sản phẩm gia dụng, các sản phẩm dùng trong vệ sinh và giặt ủi đã có mức tăng giá trung bình trong 8 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 là 4,4%. Trong đó, sản phẩm có mức tăng giá bán hàng đầu là thực phẩm tăng 7,6%, bia tăng 7,3% và sản phẩm từ sữa tăng 4,9%. Kết quả này có sự tương đồng với các chuyển động gần đây trên thị trường khi các nhà bán lẻ, chủ hệ thống siêu thị gần đây cho biết đã nhận được nhiều đề nghị tăng giá sản phẩm từ các nhà cung cấp, lý do là giá nguyên liệu đầu vào, điện và xăng dầu tăng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 192 về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money. Theo đó, việc triển khai sẽ thí điểm kéo dài đến hết năm 2024. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money trong 2 năm, tính từ ngày 9 tháng 3 năm 2021 trên phạm vi toàn quốc. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp hay rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch của nhà mạng trên toàn quốc. Sử dụng dịch vụ này, người dùng không cần phải có tài khoản ngân hàng, điện thoại thông minh hay kết nối Internet. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến đầu tháng 5 năm 2023, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money đã đạt hơn 3,9 triệu lượt khách, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, đến hết tháng 10 năm 2023, xuất khẩu thủy sản Việt Nam vẫn giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 7,4 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đều thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng đầu về giá trị xuất khẩu các mặt hàng thủy sản vẫn là cá tra, đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là tôm đạt 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 24%. Đứng thứ ba về giá trị xuất khẩu là cá ngừ với 693 triệu đô la Mỹ, giảm 22% so với cùng kỳ. Riêng về xuất khẩu cá ngừ, mức giảm 10 tháng đã được rút ngắn so với 9 tháng, từ 24% xuống còn 22%. Top 5 thị trường đứng đầu nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam lần lượt là Mỹ, Israel, Thái Lan, Nhật Bản, Canada và Đức. Trong top này thì xuất khẩu cá ngừ sang Israel, Thái Lan và Đức có sự tăng trưởng tốt. Còn Mỹ, Nhật Bản và Canada đều giảm mạnh, đặc biệt thị trường đứng đầu nhập khẩu là Mỹ giảm tới 41% trong 9 tháng năm 2023.